Vâng, xin chào quý vị các bạn. Vậy là mẫu xe Santa Fe của nhà Hyundai thành công đã chính thức được ra mắt. Và đây là mẫu xe có lẽ là đã gặt hái được rất nhiều thành công ở cái thế hệ trước, và ở thế hệ này thì cũng được rất nhiều người mong đợi, mong chờ và quan tâm. Vậy ngày hôm nay ở đây chính là phiên bản 2.2 máy dầu hatchback. Cái hệ thống dẫn động hatchback này ấy là tương đối giống với cả hệ thống AWD, nghĩa là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tất cả các mô men xoắn được dồn xuống các vị trí bánh độc lập để giúp cho xe có khả năng vượt qua những địa hình tốt hơn. Nếu mà nhìn trực diện phần đầu xe thì quý vị các bạn thấy sao về cái ngôn ngữ thiết kế mới? Có thể nói cái điểm nhấn đầu tiên chúng ta nhắc tới đó chính là cái cụm lưới tản nhiệt mới ạ, mà Hyundai có giới thiệu là được thiết kế theo phong cách mới cascading. Trước đây thì là ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy 2.0. Cái điểm nổi bật nhất ở trên phần đầu xe này chính là cái việc thiết kế cái phần đèn LED định vị ban ngày ở phần trên, tách biệt hẳn so với cả cụm đèn pha ở phía dưới và đèn cốt kèm với cả hệ thống đèn xi nhan. Ở phía trước thì Hyundai Santa Fe mới cũng được trang bị 4 cảm biến phía trước. Vâng, 1, 2, 3 và 4 cảm biến phía trước. Mời quý vị các bạn có thể nhìn rõ một lần nữa cái phần đầu xe của chiếc Hyundai Santa Fe này. Và quý vị và các bạn thấy sao về phần đầu xe của Hyundai Santa Fe mới thì vui lòng hãy comment ngay phía dưới video này. Phần ngang xe nhìn rất to, rất cao. Trông trực diện, khi mà mình nhìn trực tiếp ở đây ấy, thì trông nó khá giống với cả những cái mẫu SUV to lớn đến từ những cái thương hiệu châu Âu. Những cái đường nét thiết kế, những cái đường gân ở trên thân xe. Đường gân ở đây được dập khá mạnh. Đây, quý vị thấy này. Đây, đường gân ạ. Từ cái phần cửa dập nhô ra, sau đó lõm vào, rồi vuốt xuống phần phía dưới. Ở phía dưới đây cũng là một cái đường gân dập mạnh nữa, nối từ phần bánh trước tới phần bánh sau. Ở phía dưới là điểm nhấn bằng một cái đường chrome, cũng là một cái màu titan như là cái phần cái đường viền nối liền hai cái đèn LED ở phía trước, đèn định vị ban ngày phía trước. Tất cả xung quanh cửa cũng được trang bị viền chrome, và đặc biệt là cái phần trụ B ở đây, phần trụ B và phần trụ C được sơn đen bóng, giúp khi chúng ta nhìn ở bên ngang phần thân xe ấy, thì nhìn cả một cái khối này nó rất là liền mạch và tổng. Nó tạo lên một cái tổng thể của cái phần thân xe, nhìn nó bề thế và thật sự là nó rộng, nó dài hơn thế hệ trước rất là nhiều. Mặc dù thì cái con số thực tế là chỉ dài hơn có 70mm mà thôi. Chiều cao thì được hạ thấp xuống 5mm so với cả thế hệ trước. Đây, ngay ở cái phần tay nắm cửa cũng vậy, cũng được chia ra làm hai mảng màu. Một mảng ở phần bên trên được làm bằng chrome với cái màu cứ tạm gọi là màu titan đi. Vâng, cánh cửa thì theo như cảm nhận trực quan ở đây thì Duy thấy là nặng hơn thế hệ trước. Và cái tiếng đóng cửa nó cũng chắc nịch, nó chắc hơn đấy. Đây, có một cái điểm rất hay này, Duy rất thích ở trên những cái mẫu xe hiện đại ngày nay đã được trang bị. Mặc dù nó là những cái điểm rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Đặc biệt là cái thời tiết như bây giờ Hà Nội thì mưa phùn, gió bất bùn miếc bắn lên cái phần này này, cái phần thân ở phía dưới này quý vị các bạn này. Đây, chúng mỗi lần chúng ta ngồi lên xe, chúng ta xuống xe, đa phần là cái phần ống quần này cạ vào đây và auto là chúng ta sẽ bị bẩn. Nhưng mà Hyundai Santa Fe mới thì đã được làm cái phần cánh cửa có một cái phần mảng ốp nhựa này vòng hẳn chạm xuống phía dưới này, đây ôm trọn vào cái phần hông phía dưới này, nên là không bị gây dây bẩn vào trong phía trong, chúng ta xuống sẽ không bao giờ bị bẩn quần. Chắc đấy, được đấy, cửa nặng chắc, đóng khắc hẳn. Mời quý vị các bạn tiến tiếp ra cái phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe mới là cái phần hay này. Đây. Đây, mời quý vị các bạn ngắm trước phần đuôi xe trước. Trông rất giống những cái mẫu xe Đức. Những cái đường nét thiết kế của châu Âu đã được áp dụng lên rất nhiều ở mẫu Santa Fe mới này. Đặc biệt là cái cụm đèn hậu. Cái cụm đèn hậu nhìn mê luôn. Cụm đèn hậu nhìn cực mê ạ. Mặc dù là cái bản của cái cụm đèn hậu không phải là quá to, nhưng mà nhà thiết kế đã làm cho cái không gian ở bên trong nó tạo hình 3D và nó có những cái đường vuốt trụm vào giữa, trông nó như kiểu một cái ô lỗ hổng không gian được làm những cái đèn LED rất đẹp.
nhìn thật sự rất mê. Đấy, quý vị các bạn thấy. Ở dưới này đèn xi nhan nó chuyển xuống dưới. Ở trên Santa Fe mới này thì kể cả phần đèn phía trước và phía sau thì cái phần đèn xi nhan và cái đèn đèn hậu phía sau ấy cũng được chia tách ra làm hai mảng khác nhau. Đây. Cái điểm này hay này. Cái phần ba đờ sốc dưới, được làm rất to và cái chất lượng vật liệu được sơn rất đẹp, sơn sần. Đây, ở trên này thì phần nhựa đen rồi. Với những cái đường cải ở đây là hình dạng tổ ong. Ở phía dưới này thì lại được sơn một cái lớp màu nhám. Sờ vào nó răm ráp đấy ạ. Ở hai bên cái phần dưới đèn này cũng được ốp cái thanh nẹp mạ ở đây. Mạ chrome màu khói. Nói chung là những cái đường nét thiết kế mới của mẫu xe này nó theo một cái thiên hướng hiện đại và cứng cáp hơn nhiều so với thế hệ cũ. Ở đây thì sẽ có cái bộ phụ kiện kích của xe. Cái này là cái tấm ngăn ở bên trên. Nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái cấu hình là 5 chỗ, còn chiếc này đang sử dụng cấu hình là 7 chỗ. Và ghế, hàng ghế thứ 3 thì vẫn dựng bằng cơm thôi. Sao nào? Với cái vị trí dựng sử dụng đủ cả 3 hàng ghế thì Hyundai Santa Fe cái phần thừa còn lại ở phần cốp này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được hai cái vali cỡ cabin kèm theo một cái ba lô nữa, vẫn rất thoải mái. Còn nếu khi chúng ta cần sử dụng nhiều đồ hơn mà không cần đến 3 hàng ghế thì gập lại thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái sàn phẳng để được khá khá đồ đấy ạ. Duy nghĩ là phải để được khoảng tầm cỡ 3 bộ đánh gốp đấy. Đây là hai cái nút bấm để gập cái hàng ghế thứ hai xuống ạ. Rất nhiều người có lẽ là đến xem xe thì cũng đã có hỏi là không biết cái nút này để làm gì, có phải gập hàng ghế thứ ba không, nhưng mà không. Đây là cái nút để kích hoạt gập cái hàng ghế thứ hai xuống. Và cổng sạc điện là 12V. Mời quý vị và các bạn tiến vào cái không gian nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe mới này. Khi mà ngồi vào cái vị trí cái hàng ghế thứ nhất của chiếc Santa Fe mới này thì có lẽ cái điểm đầu tiên mà Duy muốn nói đó chính là cái phần bảng táp lô đã được làm góc cạnh nhiều hơn, chia ra làm 3 tầng. Và nếu như mà ai đó đã sử dụng chiếc Santa Fe thế hệ trước rồi mà khi quay lại và ngồi lên cái chiếc Santa Fe thế hệ mới này thì sẽ có mấy cái cảm giác là nó sẽ không được thoáng bằng cái thế hệ trước. Bởi vì rất nhiều những cái chi tiết, đặc biệt ở cái phần cái bảng táp lô trung tâm này. Đây ạ, như bạn thấy là rất nhiều những cái nếp gấp, những cái nếp khối, những cái phần khối, phần mảng đã được tách biệt nhau, được chia ra làm 3 tầng. Nhìn nó có cái gì đó nó cầu kỳ hơn. Nhưng mà nếu mà xét về không gian thì sẽ có một cái cảm giác là sẽ không thoáng bằng cái thế hệ trước. Tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nói tới cái phần vô lăng và bản đồng hồ đi. Cái phần thiết kế vô lăng này thì sẽ không có quá nhiều cái sự khác biệt đâu, chỉ có tinh chỉnh một chút ở phần hai bên nút bấm mà thôi. Đây, cả cái phần ở phía dưới cuối vô lăng nữa, vô lăng 3 chấu ạ. Với cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Lẫy chuyển số thì không phải là quá thiết kế quá to nhưng mà sờ vào vẫn rất là ok. Nếu như mà ở cái thế hệ Hyundai Santa Fe trước đây thì cái bản đồng hồ ở phía sau vô lăng ấy ạ đã ở cái mức dễ nhìn và có cái chút gì đó hơi nịnh mắt rồi, thì ở trên phiên bản mới này đã được thiết kế lại còn đẹp hơn, còn tinh tế hơn nữa. Khi mà ở chính giữa là một màn hình cỡ khoảng 6 inch chế độ Eco thì với cái đèn nền màu xanh lá cây thể hiện cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu, đi tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Tiếp theo là chế độ Sport. Và ngay lập tức phần màn hình đã được chuyển sang màu đỏ. Và chế độ Smart. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái cụm bảng điều khiển trung tâm. Cái điểm mà Duy muốn nói đầu tiên đó chính là màn hình cảm ứng ở chính giữa. Màn hình cảm ứng ở chính giữa này thì cũng đã được thiết kế theo những cái ngôn ngữ thiết kế mới, cái xu hướng thiết kế mới. Như là những cái mẫu xe đến từ Đức thì như là Mercedes-Benz thì cũng có cái màn hình được làm nổi lên trên cái phần mặt bảng táp lô như thế này. Chiếc Hyundai Kona cũng vậy, và đến bây giờ là chiếc Hyundai Santa Fe. Trước đây thì cái màn hình sẽ nằm chung với cả cái phần bảng táp lô thành một khối ở đây. Cũng được tích hợp cái bản đồ định vị dành riêng cho thị trường Việt Nam của Hyundai. Đây, Navigation đây ạ. Map này,
chúng ta có thể kết nối Bluetooth hay là Apple CarPlay hay Android Auto. Vâng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống sâu hơn một chút, đó chính là cái cụm điều khiển điều chỉnh hệ thống điều hòa trên xe. Tiếc là trên phiên bản mới này thì cũng vẫn chỉ được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập mà thôi. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cửa gió cho hàng ghế thứ hai và cũng không thể điều chỉnh nhiệt độ được. Ở dưới đây chúng ta sẽ có hai cổng USB, một cổng sạc và cổng kết nối USB riêng kèm theo đường kết nối AUX đây ạ. Và chúng ta còn có thể sạc điện thoại không dây nữa. Đây Duy sẽ thử luôn. Đọc vào đây xem nào. Được luôn. Vẫn có drive mode này, hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này, phanh tay điện tử này, auto hold. À đây, cái nút view này. Ở hiện tại ở trên cái phiên bản mà Duy đang trải nghiệm ở đây thì không có hệ thống camera 360, nhưng mà sẽ có cái nút view để chúng ta bật camera ở phía sau. Và đây thì là phiên bản 2.2, thế cho nên là sẽ đi kèm với cả hộp số tự động 6 cấp. Trong khi phiên bản máy xăng là phiên bản 2.4 lít thì sẽ đi kèm hộp số 8 cấp, quý vị các bạn ạ. Và cái động cơ 2.2 lít dầu này thì sẽ có cái công suất là 202 mã lực và mô men xoắn cực đại là 441 Nm. Trong khi đó thì cái động cơ 2.4 lít thì sẽ sản sinh công suất là 188 mã lực và 241 Nm. Cái điểm tiếp theo mà Duy muốn nói tới đó chính là phần ghế ngồi của Hyundai Santa Fe. Những mẫu xe Hyundai thì đa phần là có cái kiểu thiết kế ghế ngồi khá là ôm người, với cái phần hai bên này ôm khá là rộng và sâu. Phần da thì cũng chỉ ở mức Duy thấy Duy sở ở đây thì nó chỉ ở mức đủ dùng mà thôi, cũng không phải là quá cao cấp đâu ạ. Ghế lái thì được chỉnh điện 8 hướng, còn ghế phụ thì chúng ta chỉnh bằng cơm. Wow, bị thì tay này rộng ấy chứ. Vâng, đây ạ. Quý vị bạn thấy là ở dưới bệ tí tay chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ, cũng có cái dung tích khá khá đấy. Đây, ở đây có thể để được điện thoại 6 Plus luôn. Nói chung là đối với một mẫu xe rộng rãi như là Hyundai Santa Fe thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái vị trí để đồ tốt. Có một cái điểm này nữa mà Duy suýt nữa quên không chia sẻ với quý vị và các bạn. Ngoài cái phần ô kính ở đây đã được làm nó thanh mảnh và trông nó có vẻ thoáng hơn, thì cái phần gương chiếu hậu của Hyundai Santa Fe 2019 phải nói là có những cái thiết kế rất đẹp. Cái viền của gương này thì mỏng này quý vị các bạn này. Và cái phần kính, phần gương ở bên trong ấy được thiết kế theo kiểu dạng không viền. Đây, nó vuốt tràn ra. Đó, nhìn trông rất là thoáng và rộng. Ở đây chúng ta có cảnh báo điểm mù ở trên gương đây ạ. Tiến vào cái không gian của hàng ghế thứ hai thì phải nói là với cái cửa sổ trời toàn cảnh này thì thực sự là ngồi ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí ngồi rất là thoáng ạ. Với cái không gian phần chiều ngang của Santa Fe mới này đã được mở rộng hơn 10mm so với cả phiên bản thế hệ trước đây. Chúng ta cũng sẽ có hai cửa gió điều hòa, nhưng mà rất tiếc là chưa có điều chỉnh nhiệt độ và gió riêng ở đây. Hai cổng sạc USB luôn ạ. Hai cổng sạc USB. Vâng, những mẫu xe Hàn thì luôn luôn trang bị cho chúng ta rất nhiều option tận răng luôn ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ nữa. Chúng ta cũng vẫn sẽ có một cái phần bệ tì tay và có hai khay để cốc. Santa Fe này thì đã cao to đẹp dai rồi, nhưng mà có cái phần này thì càng tăng thêm cái sự thoáng đãng hơn. Và bây giờ thì chúng ta cùng xuống hàng ghế thứ ba. Thực ra thì với cái vị trí ngồi của hàng ghế thứ ba như thế này thì Duy cũng không đánh giá cao đâu. Bởi vì chúng ta cũng sẽ có một cái chỗ vị trí không gian ngồi đủ dùng mà thôi. Ở đây chúng ta có hai cái khay để cốc nước này. Có một cái điểm mà Duy ngồi vào đây một thời gian ngắn thì Duy nhận ra thấy ngay này. Đó là cái phần đệm của cái hàng ghế này ấy, nó hơi thấp. Thế cho nên là khi chúng ta ngồi vào thì cái phần mông chúng ta ở dưới, còn cái phần đầu gối này nó được đẩy lên khá cao. Đây, ngang với cả phần ngực của Duy luôn. Mặc dù là không chật, Duy ngồi như thế này thì không hề chật. Có thể di chuyển ở những cái cung đường khá dài, nhưng mà cái người của mình ngồi bị thấp hơn so với cả cái hàng ghế phía trước. Thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn hàng ghế phía trước ấy thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi bí tầm mắt một chút. Đối với cả người cao trên 1m7 như Duy thì cái phần đầu này thì có lẽ cái phần tóc đã bắt đầu chạm vào cái phần phía trên phần nóc này rồi. Còn cái hàng ghế thứ hai thì
hoàn toàn, nếu mà muốn ngồi rộng rãi hơn chúng ta có thể đẩy hàng ghế thứ hai lên một chút xíu nữa, bởi vì vừa rồi Duy ngồi đấy là cái khoảng đầu gối đến cái hàng ghế thứ nhất nó còn rơi vào khoảng cỡ hơn 10 phân nữa cơ, nên chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lên một chút xíu nữa để ngồi ở đây thoải mái. Phần lưng ghế thì có hơi đứng, nhưng mà nếu mà quý vị các bạn có thể nhìn rõ thì cái phần lưng của cái hàng ghế thứ ba này Hyundai đã rất khéo léo khi thiết kế nó ở dạng rộng và mặt phẳng. Để chúng ta ngồi, chúng ta sẽ có một cái phần tựa lưng rất phẳng, nhưng mà nó sẽ không có cái độ ôm đâu ạ. Mời quý vị các bạn cùng nhìn ngắm một vòng những chi tiết và cái đường nét thiết kế của chiếc xe này. Các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.